ngon luôn. Đỏ đẹp chưa? Ôi sao đẹp hơn mọi khi đấy nhỉ? Ở đây có đầu bếp khác. Đầu bếp đặc thấp nấu khác rồi ạ. Sau 20 phút là chín nha mọi người, nếu mà cảm thấy không đấy thì để tầm 22 phút nha. Đừng nên quá số lượng đấy nhá. Quá số lượng là thịt nó vừa, ăn nó mất ngon, quá thời gian là mất ngon đấy. Đẹp ngãi nhở. Wow. Ui trời. Mình cứ tưởng mình khỏng. Đỏ luôn. Bảo anh. Ui. Ngon đấy. Trời ơi. Em hôm nay ăn xả láng nhất gì? Cái này đúng là như kiểu trong phim mọi khi anh em mình xem ui gạch nó này. Ừ, phim nước ngoài người ta ăn đấy nhỉ anh nhỉ? Thường quá, thường quá đã. Cho nước con này ra đã. Đấy. Đó, hỗ trợ. Nóng lắm mọi người ạ. Tôi để tôi, ông để tôi tập sự đã. Nhớ bác đại ca thử phòng tay một lần. Bàn tay thiếc không biết. Nào anh thử hất cổ cả thử sau ấy. Ok. Ok. Quan trọng là công phu, quan trọng nó ở tốc độ. Rồi úp may vào. Rồi. Ok, đã hoàn thành ngang cua hấp cho mau lên nhá. Đỉnh luôn, đỉnh luôn. Mau qua chén đi anh nhỉ. Nào đi. Bê được không? Nào không? Bê được không? Ui, nặng quá. Ôi, còn món tiết canh nữa, thôi cứ cho này vào trước đã. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu thử thách nhá. Let's go. Hôm nay anh em mình có đầu bếp gọi là làm cho gọi là nhìn sang trọng đẹp đẽ kinh điển. Nhiều đây tỉ đấy. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cái thử thách của anh em mình nhá. 10 phút anh em mình ăn hết con cua hoàng đế này, mọi người có tin được không? Em nghĩ là em chỉ ăn nhưng mà từ từ anh em mình sẽ đánh chén cái món tiết canh trước nhá. Đây. Em chưa ăn bao giờ đâu. À, cầm thìa này. Đây là món tiết canh cua hoàng đế nhá. Ấy trời. Đây, cho mọi người. Đông không anh? Ui, đông đông. Ui. Mày ơi. Mời tất cả mọi người nhá. Có chay không? Có chay không? Anh bắt vào rồi. Trời. Ôi trời. Ừ. Màu đi. Ngon không? Ừ. Tuyệt vời nhỉ. Ngon đấy ạ. Quá tuyệt vời luôn. Ngon đâu quá đâu. Nhưng mà anh phải tập trung vào chính hết thời gian mới được. Đó. Một cái thử thách cực kỳ khó khăn nhá. Nào. 1, 2, 3, go. Ui. Đâu. Đây này, mày phải thế này. Mày phải lấy cái kéo. Cắt ra như này. Đấy. Đấy. Đấy nha. Đây nha mọi người nha. Nhìn cái chân nó thịt nó nha. Hoặc cái mít luôn nha. Chặt lắm mày ạ. Đây. Ui dồi ôi. Đây, hút bạc đi. Hút bạc đi, hút bạc đi. Không, bây giờ phải là dùng tay mà. Dùng tay mà. Đấy. Hút bạc. Nào. Đấy. Rồi, ok, cầm lên. Rồi, cắt đã. Ngon chưa mày ơi? Đó một cục thịt tốt luôn luôn này. Chấm. Ui da 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 da. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm mày ạ. Ôi, quên rồi mấy người. Ơi, mình kẹo quá. Mấy giờ mọi người nhé. Mình à, còn mình sẽ cho mọi người xem đầy đủ con cua hoàng đế sau khi hấp xong nhá. Đây. Đấy. Đây nha. Mình sẽ review về con cua hoàng đế cho mọi người xem nhá. Đây là gạch đó này. Trời ơi. Thế này thì làm sao mà cưỡng lại được. Ui. Mình chỉ sợ là mình ăn cái miếng gạch này vào mình béo chết toi luôn. Quá tuyệt vời luôn. Ngon không anh? Ừ, siêu ngon luôn. Thế em thử ăn miếng gạch hả? Gạch bên kia, gạch của mày có à? Đấy. Review đến cái chân cho mọi người xem. Đấy, gạch nè. Đấy nha. Béo lắm mọi người ạ. Ngất luôn. Gạch nó rất là ngon nhỉ.
sẽ lấy luôn. Bình ơi. Ui à. Lâu lâu không được ăn cua, hoàng đế quên kỹ thuật. Nhưng mà vẫn quá là kịp rồi. Ui, mời mọi người nhá. Ấy. Trong cái chân này nó vẫn có cái quỷ quỷ này nó nhiều thịt lắm rồi ạ. Ui. Đúng là tại sao người ta gọi nó là cua hoàng đế thì mọi người phải biết lý do. Nó quá đỉnh luôn, ngọt lắm mà. Ngày chân nó nhiều thịt lắm này. Này, nó mắc đôi luôn rồi. Ôi tiết nó này này. Mình cho mình đặt tên khác cho con cua này, mình sẽ đặt nó là cua Ngọc Hoàng. Có con hoàng đế. Cua Dubai đấy. Để gọi đây. Thì cái thịt nó quá ngọt, nó quá xuất sắc, nó quá gọi là quá là ngon, không biết tả thế nào. Không mà cái vốn từ không thể đủ để diễn tả cái độ ngon của con cua này. Anh này nấu đẳng cấp hơn anh em mình nấu nhỉ, nghe lại Marika nhỉ. Mình biết rồi, là xong mình lại nấu như thế. Nấu cái này rất đơn giản nhé. Đấy, mọi người cứ xem lại từ đầu video là sẽ hiểu. Thật chỉ 20 phút thôi mọi người ạ. Tập trung vào cái chuyên đề. Không nên xem video này khi lúc đói nhé mọi người nhé. Vỡ màn hình. Bật lên này, vỡ màn hình. Nấu bật lên á, ăn cơm đấy. Cả canh cá tép ăn cũng sướng. Ngọt. Lúc đói lắm. Mọi người ngày trước toàn chơi kiểu ăn cá gỗ. Bật video lên ăn cơm không. Những cái chân con nó cũng đã còn làm thịt rồi này. Đây nó. Từ từ tao sẽ ra lời cái kẹp review quả. Quả cà chua to khổng lồ này. Wow. Đây. Đặc thịt luôn. Đây này. Ở đây là cái gọi là chân. Đặc còn đây chân. Mới là cái càng của nó nhá mọi người nhá. Ui trời. Một cục thịt luôn anh ơi. Cái này thì mình lại phải dùng dùng gọi là gì nhỉ, vũ khí lợi hại hơn. Ây da. Xương xương con này to quá. Đây tao lấy cho mày trước này. Anh bị cho em à? Ôi chị cháu phí thế rồi. Ôi. Mọi người nhìn cái thịt đó chưa? Thấy cắt thịt nhỉ? Thấy thịt chưa? Mình sẽ cắt đầy đủ cái càng nó nhá. Phải cắt tử tế gần đây cho mọi người xem đầy đủ cái càng của nó. Em vẫn thích ăn rạch nó này. Béo lắm. Đỉnh luôn. Đỉnh của đỉnh. Ngon lắm em. Ai hôm nào cũng thử thách anh em mình thế này để chết béo này. Mấy bữa nữa mang đệ là tắc cân vun vụt. Ví dụ. Đúng này, ăn cua kỹ thuật hơi kém. Ui ôi. Ui thịt nó này. Siêu đặc nhá. Siêu đặc nhá. Wow. Ôi, gặm một miếng này chắc quên sầu luôn. Ôi. Em cắt cho mà xem này. Anh ơi, thấy chưa? Cởi đầu à? Cởi đầu anh đã thấy đỉnh chưa? Tuyệt vời. Trong này nó lại còn quá nhiều thịt luôn nhá. Những cái chỗ trong bên trong của cái càng của nó cũng cực kỳ nhiều thịt nhá. Đây. Siêu chắc, càng cứng kinh khủng. Tuyệt vời.
Anh gọi kiểu gì đây? Gọi kiểu gì? Gọi cái này này. Đỏi nhà ai? Cắt. Không, mình phải đưa thôi. Đưa tao làm cho. Phải chặt hoặc là kéo làm kiểu. Bao để nó xuất sắc hơn mình. Em hay xem người ta ăn cua hoàng đế mà. Tín đồ ẩm thực bao đấy. cái ca này của mình nó đỉnh hơn cả của bao đại ca này. Tại vì mình biết kiểu gõ hơn nha. Thế nào? Trời ơi. Ngọt lắm. Đừng luôn mọi người. Nào. Thịt cua nó chắc. Mao đệ lắm bảo là 10-15 phút có thể đánh chén hết con này. Thế thật ra hôm nay là Hạnh Phúc tặng anh em mình hai con cua này. Để thưởng thức rồi thử thách này. Như lần trước anh em mình nhá, hai con nhá, 12 người ăn. Bây giờ bảo hai con và bảo anh em mình ăn trong vòng 10 phút thì hơi khó. Thua anh nhỉ? Thua. Thua đấy. Anh về bảo không, ôi, sợ. Ai quên, để cắt rồi. Nó mắc nhiều thịt lắm, trong cái này mắc nhiều thịt lắm rồi ạ. Thật sự là đồ hải sản và đồ biển hải sản ở chỗ Vạn Phúc hải sản nó là đẳng cấp mọi người ạ. Khi mọi người ăn một con đồ mà từ bắt đầu tươi sống nha, hấp lên xong ăn ấy, nó ngon hơn cực kỳ nhiều những cái đồ mà hàng đông lạnh hoặc hàng kia nhá. Ui lại cái này phê chị ra này. Còn nói chung là giải thích nhiều là làm gì, ai muốn mua hoặc là ai kết hải sản ấy, mình để link ở dưới mô tả nhá, link và số điện thoại nhá. Còn cứ thế mà triển khai thôi, bao giá cả rẻ nhất nhá, tín đồ ăn uống rẻ nhất thị trường luôn. Tại vì anh em mình là tín đồ rồi, toàn phải săn hàng gọi là ngon bổ rẻ. Chất lượng đỉnh cao luôn nhỉ, bổ đấy, chất lượng nó ở đến bổ đấy. Wow. Đấy. Ai vậy? Bây giờ em bổ đỉnh phết rồi đấy. Ôi ôi. Ai vậy? Xuống đĩa bên dưới. Đĩa bên dưới, đĩa nào? Đĩa sàn à? Mày không phải đĩa kia đấy. Đĩa đất. Mình ăn một cái cảm nhá, với một cái chân nhá, bắt đầu cảm giác là no rồi. Mọi người tức là nhá, một con cua hoàng đế này thì sẽ khoảng tầm 5 người ăn. 5 người ăn là vừa khéo đẹp nhỉ. 3 cái chân hay cái cảm. 6 người ăn. 6 người ăn là vừa khéo đẹp, 5 người ăn là khá là nhiều đấy. Khá là nhiều đấy. Và một con tôm cũng thế, độ tầm 2 3 cân cũng phải mấy người ăn cơ. Ngọt nhỉ anh ạ. Siêu ngon. Review phát cuối cho mọi người xem đầy đủ bộ càng đó nhá. Đây nhá. Không, bạn này phải review quả thịt ức của nó. Đây. Từ từ. Múc cái gạch nó ra nhá. Nó sẽ đỡ chảy nhá. Gạch nó ngọt lắm. Còn một gạch hết ngon đấy. Đấy. Đấy.
Đây sẽ là nửa con cua. Kinh ngửa đáp đấy. Sao nó gọi là kinh ngửa đáp thì mọi người sẽ hiểu ngay. Quá là kinh dị. Wow. Như một cái đuôi đấy nhỉ? Đấy. Nó như một cái gọi là đùi của gì vậy? Con gà đùi mà cái hẳn cái hông luôn ấy. Đấy. Mình sẽ tách dần dần nhé. Bây giờ làm sao mà cắt một cái nhá. Cắt một cái thật tử tế. Phải thật là dài và thật là kinh điển. Em thích cái món tiết canh này nhé. Ngon. Ai dọc tôi chơi đường dưới á. Phải nghệ thuật mới làm được đấy. Mới đỉnh cao đấy. Không còn gì thì mà nói nhỉ. Những cái ống chân đấy nó mới nhiều thịt đây nhỉ. Siêu chắc thịt luôn. Wow. Không còn gì để mà nói nhá nhá. Quá kinh điển luôn. Đấy. Cả cái cục kia nữa à? Chúng có cái gọi là xương. Đó. Đó. Đói hiểu được hết một cái rồi đấy. Này nhá. Mình sẽ làm một lần. Và úi, gấp đôi rồi. Ui, thịt nó đây. Ui, mình sẽ làm một lần mà không làm à và sẽ làm lại nhiều lần khác nha. Người ta bảo là thất tình người ta hay đi ăn uống. Kiểu đang buồn là đi ăn này chắc là quên sầu luôn. Rồi nhá. Cho mày hết ao ước nha, tao sẽ làm cho mày một quả siêu kinh điển. Ngộp mồm, nhá. Bây giờ là mình nghệ thuật cắt quá kinh điển rồi. Mày cá khỏe tay hơn, cắt nó thẳng tung tung. Khỏe người ta phải có cả nghệ thuật đấy. Đấy, lôi xương ra nhá. Đấy. Thế thì nữa em mình ăn không cần rút xương luôn. Không phải xương mà nó là cái như kiểu cái gì của con mực nhỉ? Màng. Mai. Mai cua. Rồi mai cua rồi đấy. Đây, mở nắp. Tiếp ăn. Sụp. Ui da. Tên. Đỉnh luôn đấy. Đấy, đây. Đấy, để vào đây. Đấy, lấy thìa. Đấy. Rồi. Thật sự là bảo là thử thách nhưng mà đây cũng là món quà của bạn Phúc Hải Sản tặng anh em mình. Mình rất là cảm ơn. Và cái thứ hai nữa là không thể đả được hết con cua, kể cả có thời gian thêm nữa. Vì hai con là 12 người ăn để hết được. Và cái thứ hai nữa là với một con này mà anh em mình ăn trong vòng 10 phút thì có khả năng là phải chia làm thôi. Cái clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Mọi người thấy hay nhớ để lại cho anh em mình like, một share, một comment, một đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh nhé. Và muốn ăn hải sản thì nhớ cứ Phúc Hải Sản nhá, bao giá chất lượng nhất toàn quốc này, bao giá này, chất lượng này và chất ship hàng nhá, đặc biệt là ship hàng có thể ship toàn quốc mà về đến tay người dùng của sống dậy đành đạch nhá. Mình để link ở dưới mô tả, link và số điện thoại ở dưới mô tả nhá. Mọi người cứ mô tả video này và tìm nhá, tìm hải sản nhá.
Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye. Thằng Máu Đêm nó làm gì đấy nhỉ? Hàng ở đây thì ai mua? Bán hàng ở đây thì ai mua? Anh ơi, trời buổi công nghệ rồi. Bây giờ anh ấy tút cái điện thoại ra, quan trọng là iPhone 19. Hả? Bấm điện thoại nha. Anh cầm này làm ăn. Hả? Đã bắt đầu vào nhanh. Mọi người để chiêu cho em đi ạ. Trời, tuyệt vời. Bán nha, người ta vào Zalo. Zalo nha, nhắn tin cho em 0585 898 688, nhắn tin cho em Dũng Mau Đệ đặt hàng 10 gói da heo, khoảng độ hôm sau bắt em gửi đến tận nhà luôn. Từ sau anh mặc cái quần chật chật là cho máu nó trâu lên nào. Quên quá nhỉ, Zalo 0585 898 688 gì? Đúng rồi, nhắn tin là có hàng. Ok. Nha, mà hả? Anh cứ đặt nha, trên 2 hộp trở lên em tặng kèm thêm một gói ăn thử luôn. Thế cả? Cả thế à? Rẻ như cho mà. Một này à. Nhưng mà anh làm gì ấy? Tao xem tao ôm được bao nhiêu. Ai? Mẹ!